Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội vừa khởi tố vụ án đối với hai đối tượng nước ngoài về tội giả danh cảnh sát hình sự quốc tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của du khách nước ngoài tại Việt Nam. Đại diện Công an Phường Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đầu tháng 3 năm 2024 đã có ít nhất hai trường hợp là khách du lịch quốc tế đến trụ sở Công an Phường trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua mở rộng điều tra, trước đó Tổ công tác Công an Phường Hàng Chống đã phát hiện và bám theo hai người đàn ông nước ngoài đi xe mô tô mang biển kiểm soát 29S6196.32 có biểu hiện nghi vấn. Khi hai đối tượng này đi đến số nhà 43 hàng thiếc, đối tượng ngồi sau đã nhảy xuống xe chặn một khách du lịch nước ngoài lại, dơ ra một chiếc thẻ cứng. Ngay sau đó, người khách du lịch đã lấy hộ chiếu và ví tiền đưa cho đối tượng kia xem. Thấy vậy, tổ công tác đã chặn giữ, yêu cầu kiểm tra hành chính các đối tượng. Tại cơ quan điều tra, khách du lịch người nước ngoài bị đối tượng lấy hộ chiếu và ví tiền được xác định là anh Mohammad Itaka Hosia Khan, sinh năm 1978, quốc tịch Bangladesh. Hai đối tượng nghi vấn giật thẻ police giao tiếp bằng tiếng Anh và tự xưng là Interpol, tên là Abdul Aziz sinh năm 1969, quốc tịch Pakistan và Jahan Bas sinh năm 1974, quốc tịch Iran. Kiểm tra đối tượng Giasi, công an phường hàng chống đã thu giữ một thẻ police London của Anh có tên và ảnh của đối tượng Abdul Aziz. Đây chính là tấm thẻ đối tượng Gisia dơ ra và tự nhận mình là cảnh sát Interpol để kiểm tra du khách nước ngoài đi một mình. Đối tượng Aziz khai nhận tấm thẻ được làm ở Bangkok, Thái Lan với giá 500 bạt, tương đương với 343.000 đồng Việt Nam, mục đích để đe dọa các du khách nước ngoài rồi chiếm đoạt tài sản. Qua đấu tranh khai thác mở rộng, đối tượng Gisia cũng khai nhận cùng với thủ đoạn trên vào hồi 12 giờ 20 phút ngày 11 tháng 3 tại số 13 hàng gai quận Hoàn Kiếm, nhóm đối tượng này đã chặn một nam du khách người Ấn Độ lấy số tiền 10 triệu đồng gồm 20 tờ Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng. Sau đó, Giasi đã đuổi du khách Ấn Độ đi và chia cho Abdul Aziz số tiền 4 triệu đồng công an giả soát và xác định du khách người Ấn Độ bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản là anh Brahab Kapkapan, sinh năm 1998 và mời đến làm việc. Đối chiếu hình ảnh anh Brahab nhận ra Giasi là người đã chiếm đoạt tiền của mình. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được cùng lời khai các đối tượng, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Abdul Aziz và Zahans Giasi tiếp tục phối hợp với Công an thành phố Hà Nội khai thác mở rộng và củng cố tài liệu xử lý đối tượng theo pháp luật Việt Nam.